À, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi tôn như vậy ha các bạn. Đó, nhìn cũng rất là cưng luôn các bạn ơi. Đây là bên hông nè ha. Đó, mình gấp nó lại. Bên này cũng có một cái hông luôn. Đó, nhìn cũng rất là đơn giản và dễ làm luôn ha các bạn ha. Đó. Rồi, mình cùng đi vào nguyên liệu ha các bạn. Nguyên liệu hôm nay thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ba cái màu sợi dệt như vậy ha các bạn ha. Các bạn mình sẽ sử dụng kim móc đầu 3-4 ha. Rồi mình đi vào chi tiết ha các bạn. Rồi trước tiên ha thì các bạn sẽ đi cho mình là 17 bính ha các bạn ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 bính ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi lại cho mình một cái hàng mũi đơn. Thì cái hàng mũi đơn này của mình bao gồm 16 mũi ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 mũi đơn ha các bạn. Rồi sau đó qua cái hàng tiếp theo các bạn sẽ lên cho mình một bính ha. Sau đó các bạn sẽ quay sản phẩm lại. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình 16 cái mũi đơn nữa ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15 và 16. Đó, như vậy là mình đã đi được hai hàng ha các bạn ha. Đó, tiếp tục các bạn lên một bính ha. Bạn quay sản phẩm lại và tiếp tục mình sẽ đi tiếp 16 cái mũi đơn. Và các bạn đi cho tới khi được 72 hàng ha các bạn ha. Được 72 hàng thì các bạn sẽ dừng lại ha. Và mình sẽ tiếp tục mình móc qua cái viền của cái đế giỏ ha các bạn. Đó, các bạn cứ đi 16 cái mũi đơn xong thì các bạn sẽ lên một bính và mình sẽ quay cái sản phẩm lại và tiếp tục mình đi tiếp 16 mũi đơn ha. Và các bạn sẽ đi cho tới khi được 72 hàng ha các bạn ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi cho mình được 72 hàng ha. Rồi sau khi các bạn đã đi được 72 hàng như vậy ha các bạn ha. Đó. Thì cái hàng tiếp theo các bạn cũng lên cho mình một bính ha. Sau đó thì các bạn sẽ quay sản phẩm lại. Ở một cái chân đầu đây nè. Đó, một cái nó có bốn cái góc như vậy ha. Thì một cái góc đó ở những cái đỉnh như vậy thì các bạn sẽ đi cho mình là hai mũi đơn vào chung một chân ha. Đây một nè. Hai nè. Đó, chỉ ở những cái góc thôi ha các bạn ha. Đó. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 và ở đây thì các bạn sẽ đi cho mình hai mũi đơn vào chung một chân. Đó. Là chỉ những cái góc mình mới đi là hai mũi đơn vào chung một chân thôi ha các bạn ha. Đó, hai cái góc ở bên này cũng tương tự như vậy ha, góc bên này và góc bên này. Còn những cái chân còn lại thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi đơn ha. Đó, chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó để mình viền cái sản phẩm này lại thôi ha các bạn. Đó. Đó, cái này là cái đế giỏ đó ha. Đó, các bạn cứ đi mũi đơn và mình sẽ viền nó lại thôi.
Đó, qua những cái góc thì các bạn sẽ đi cho mình là hai mũi đơn vào chung một chân. Đó, còn những cái góc, còn những cái chân còn lại thì các bạn sẽ đi chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi ha. Rồi, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình ha. Đó, các bạn sẽ đi mũi đơn hết ha. Đó, các bạn sẽ đi dài qua tới đây, tới cái góc này các bạn sẽ đi cho mình là hai mũi đơn vào chung một chân, và tiếp tục đi mũi đơn qua tới cái góc bên này cũng hai mũi đơn vào chung một chân ha, và tiếp tục chân nào đi chân đó ha. Đó, cho tới hết cái mí giỏ luôn ha các bạn ha. Rồi, sau khi các bạn đã đi xong một cái hàng mũi đơn như vậy ha các bạn ha, thì tới cuối hàng các bạn sẽ kết lại giùm mình bằng một cái mũi trượt qua ha. Sau đó các bạn sẽ lên giùm mình một bính, và các bạn sẽ đi giùm mình một cái hàng mũi đơn, nhưng mà các bạn sẽ đi ở phía trên như vậy này ha các bạn. Đó, các bạn sẽ đi phía trên như vậy. Đây. Đây. Đối với cái hàng này thì chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi ha. Đó, mình chỉ đi nửa mũi phía trên như vậy thôi. Qua những cái góc này các bạn cũng đi, đó, chân nào các bạn cũng đi chân đó luôn, mình không có thêm ở những cái góc hay các bạn ha. Đó, nó khác với cái hàng trước ở chỗ này ha. Đó, mình cũng đi nửa mũi trên như vậy luôn. Đó. Rồi, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi sau khi các bạn đã đi xong cái hàng này xong thì các bạn cũng kết hàng lại giùm mình bằng một cái mũi trượt luôn ha các bạn ha. Rồi đối với cái hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ lên cho mình 3 bính. Tiếp tục ha, các bạn sẽ đi tiếp cho mình 12 mũi kép ha. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12 mũi kép ha các bạn. Rồi sau khi đi xong 12 mũi kép thì các bạn sẽ qua giùm mình một bính ha. Sau đó các bạn sẽ cắt hai chân ở phía dưới nè, 1 2. Tiếp tục các bạn sẽ đi vào cái chân thứ ba ha. Đó, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi kép ở đây. Sau đó các bạn sẽ qua giùm mình một bên tiếp, và các bạn sẽ đi một cái mũi kép chung chân với cái mũi hồi nãy mình đi nè. Đây. Sau đó các bạn sẽ qua một bên ha, và mình cũng cắt hai chân, 1 2. Các bạn sẽ đi vào cái chân thứ ba này. Tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp 12 mũi kép giùm mình ha. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và 13 mũi kép ha các bạn. Lúc cái chân đầu tiên á, mình lên 3 bính thì lúc này mình cũng tính luôn cái chân này là 13 này ha các bạn. Đó, cho nên mình chỉ đi thêm 12 mũi kép nữa thôi, cái cộng cái 3 bính lên là 13 ha. Và bên này mình không có lên 3 bính cho nên mình sẽ đi là 13 mũi kép ha. Sau đó các bạn cũng qua một bính, các bạn cắt hai chân ha. Các bạn đi vào cái chân thứ ba một cái mũi kép. Sau đó các bạn cũng qua một bính, và tiếp tục các bạn sẽ đi vào chung chân một cái mũi kép nữa. Sau đó các bạn qua một bính, cắt hai chân, và tiếp tục mình sẽ đi tiếp cái đó, đi vào cái chân thứ ba này các bạn, cắt hai chân ha, đi vào chân thứ ba
Rồi mình tiếp tục đi 13 mũi kép ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và 13. Đó, các bạn cứ lặp đi lặp lại dưới ngoài ha. Đó, mình qua một bính cách hai chân, tiếp tục đi một mũi kép ở đây, sau đó qua một bính đi một mũi kép chung chân, sau đó qua một bính cách hai chân và tiếp tục đi tiếp 13 mũi kép. Đó, và cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha các bạn ha. Đó. Rồi sau khi đi xong cái hàng này thì cuối hàng này các bạn cũng kết hàng lại giùm mình luôn ha. Đó. Rồi hàng tiếp theo các bạn lên cho mình 3 bính ha. Tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình 5 cái mũi kép ha. 1 2 3 4 5. Sau đó các bạn sẽ qua cho mình 2 bính ha các bạn. Rồi các bạn cách một chân ha. Tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình 6 mũi kép ha. 1 2 3 4 5 và 6. Rồi tiếp tục các bạn cũng qua cho mình một bính và các bạn sẽ đi vào đây cho mình một cái mũi kép. Sau đó qua một bính và đi một mũi kép chung chân ha. Tiếp tục qua một bính và sau đó các bạn sẽ đi tiếp 6 mũi kép ha các bạn. 1 2 3 4 5 6. Sau đó các bạn sẽ qua giùm mình 2 bính và các bạn sẽ cách một chân ha. Tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp 6 cái mũi kép còn lại. 1 2 3 4 5 6. Sau đó các bạn qua một bính, tiếp tục các bạn sẽ đi vào cái chân này một cái mũi kép. Sau đó các bạn qua một bính và tiếp tục đi chung chân một cái mũi kép nữa. Đó, tiếp tục các bạn qua một bính và các bạn lại lặp lại ha. Các bạn đi 6 cái mũi kép, qua 2 bính và tiếp tục đi 6 cái mũi kép tiếp theo. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi, để tới cái hàng kế tiếp ha các bạn ha. Đó, sau khi đi xong thì các bạn cũng kết hàng bằng một cái mũi trượt giùm mình ha. Qua tới cái hàng tiếp theo các bạn sẽ lên giùm mình 3 bính. Sau đó các bạn sẽ đi tiếp giùm mình 3 mũi kép ha. 1 2 3. Sau đó các bạn sẽ qua giùm mình 3 bính và các bạn sẽ kết xuống đây. Tiếp tục các bạn lên 3 bính ha. Sau đó các bạn cũng đây các bạn sẽ cắt ha. Đây 1 2. Tiếp tục các bạn sẽ đi vào cái chân thứ 3 ha. Và các bạn tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình 4 mũi kép. 1 2 3 4. Đó. Hồi nãy mình lên 3 cái bính này cũng tính là một chân này ha các bạn. Đó. Và sau đó đi 3 mũi kép. Nha. Rồi tiếp tục ha. Các bạn sẽ qua một bính. Rồi các bạn sẽ đi vào cái chân này một mũi kép. Sau đó các bạn qua một bính và tiếp tục đi vào cái chân này một cái mũi kép nữa. Tiếp tục qua một bính. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp 4 cái mũi kép ha các bạn. 1 2 3 4. Sau đó các bạn sẽ qua cho mình 3 bính. Rồi các bạn sẽ kết xuống đây bằng một cái mũi đơn.
Tiếp tục các bạn cũng lên 3 bính luôn. Và các bạn cắt hai chân ha. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp 4 cái mũi kép. 1 2 3 4. Đó, sau đó các bạn sẽ qua một bính và tiếp tục các bạn sẽ làm cái mũi này. Đó, ở ngay chỗ cái hàng này thì mình vẫn đi như cũ ha. Đi một mũi kép, qua một bính, đi một cái mũi kép chung chân. Đó, qua một bính và tiếp tục mình sẽ đi tiếp 4 cái mũi kép. Đó, chỉ có ở cái chỗ này là mình thay đổi thôi. Còn cái hàng này thì mình vẫn đi bình thường ha các bạn. Đó. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi sau khi đi xong cái hàng này thì các bạn cũng kết hàng lại bằng một cái mũi trượt ha các bạn ha. Rồi qua tới cái hàng tiếp theo thì các bạn sẽ lên cho mình 3 bính ha. Tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình một cái mũi kép ở đây. Sau đó các bạn sẽ qua cho mình 3 bính. Rồi các bạn sẽ kết vào xuống đây ha. Đây, bạn sẽ kết xuống đây. Tiếp tục các bạn lên 3 bính. Và các bạn sẽ kết xuống đây bằng một cái mũi đơn ha. Rồi tiếp tục các bạn lên tiếp cho mình 3 bính ha. Và sau đó các bạn sẽ cắt hai chân và tiếp tục đi vào đây cho mình hai mũi kép. Rồi sau đó các bạn sẽ qua một bính ha. Tiếp tục các bạn sẽ đi vào đây một cái mũi kép. Qua một bính và đi vào đây một cái mũi kép. Sau đó qua một bính ha. Và tiếp tục các bạn sẽ đi qua hai cái mũi kép bên này. Sau đó thì tiếp tục các bạn qua 3 bính. Đó, các bạn sẽ kết xuống đây bằng một cái mũi đơn. Sau đó các bạn qua 3 bính ha. Và kết xuống đây bằng một cái mũi đơn. Và tiếp tục lên 3 bính. Bạn cắt hai chân và tiếp tục đi hai cái mũi kép ở đây. Sau đó qua một bính. Và cái hàng này mình vẫn giữ nguyên này ha các bạn. Đó. Hàng này mình vẫn giữ nguyên đó, các bạn vẫn đi bình thường một mũi kép, qua một bính đi một mũi kép chung chân, qua một bính và tiếp tục đi hai mũi kép bên này. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại và các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi sau khi đi xong cái hàng này thì các bạn cũng kết hàng lại giùm mình ha. Rồi hàng tiếp theo các bạn sẽ lên giùm mình 3 bính. Tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình 3 cái mũi kép ha. Đây, 1. Để các bạn sẽ đi vào cái chân này luôn. 2. Và 3. Sau đó các bạn sẽ xuống cho mình 3 bính. 1, 2, 3. Sau đó các bạn sẽ kết xuống đây bằng một cái mũi đơn. Và tiếp tục lên 3 bính. Sau đó các bạn sẽ đi vào cái cọng dây này. Đó, các bạn sẽ đi 2 cái mũi kép ở đây ha. 1, này. 2. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp hai cái mũi kép ở đây nữa. 3, 4. Đó. Thì mình sẽ ra được cái hoa văn như vậy nè các bạn. Đó. Rồi tiếp tục các bạn sẽ qua cho mình một bính ha. Rồi các bạn sẽ đi vào đây một cái mũi kép. Sau đó qua một bính và đi một cái mũi kép chung chân. Đó, tiếp tục qua một bính. Và các bạn sẽ đi tiếp 4 mũi kép ha. Đây 1 nè. 2 3 4. Rồi sau đó các bạn sẽ qua 3 bính. Các bạn sẽ kết xuống đây. Rồi, tiếp tục các bạn lên 3 bính. Và sau đó tiếp tục các bạn sẽ đi vào đây 1 2 3 4, 4 mũi kép ha các bạn. Đây, 1 mũi kép nè. 2 mũi kép nè. Mũi kép và 4 mũi kép. Sau đó các bạn sẽ qua một bính ha và tiếp tục đi vào đây. Một mũi kép, qua một bính, đi một cái mũi kép chung chân. Qua một bính. Đó, và tiếp tục các bạn sẽ lặp đi lặp lại ha các bạn ha. Đó, các bạn lặp đi lặp lại cho tới hết hàng ha. Rồi sau khi các bạn đã đi xong cái hàng này xong ha, tới cái hàng tiếp theo các bạn sẽ lên cho mình 3 bính ha. Vậy. Tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình 5 cái mũi kép ha các bạn.
Đây 1 2 3 4 và 5 mũi kép. Sau đó các bạn sẽ qua cho mình một bính ha. Và tiếp tục các bạn sẽ đi lên cái cọng dây này hai cái mũi kép ha, và cộng với 4 cái mũi kép bên này nữa là thành 6 mũi kép ha các bạn. Đây đi 6 mũi kép ha. 1 2 3 4 5 6. Và sau đó thì các bạn sẽ qua một bính ha. Và ở đây các bạn sẽ đi một cái mũi kép. Sau đó qua một bính và đi một cái mũi kép chung chân vào đây. Sau đó các bạn qua một bính ha. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp 6 cái mũi kép bên này. Đây 1 2 3 4 5 6. Sau đó thì các bạn sẽ qua cho mình một bính ha. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp 6 cái mũi kép bên này. 1 2 3 4 5 và 6. Đó, sau đó tiếp tục các bạn qua một bính và đi vào đây một cái mũi kép. Sau đó qua một bính, đi một mũi kép chung chân. Và qua một bính. Đó, ngay chỗ cái cột này thì mình vẫn đi bình thường ha các bạn ha, không thay đổi, chỉ có bên này thì mình thay đổi thôi. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình ha. Đó. Rồi, mình đi qua cái hàng tiếp theo ha các bạn ha. Cái hàng tiếp theo thì mình sẽ đi giống y như cái hàng đầu tiên này các bạn. Đó, 13 cái mũi kép này ha. Đó, thì cái hàng này các bạn sẽ lên cho mình 3 bính ha. Và tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình 12 cái mũi kép nữa, với lại một cái mũi lên 3 bính là thành 13 ha các bạn ha. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10 11 12 và 13 ha, 13 mũi kép. Sau đó thì các bạn sẽ qua cho mình một bính ha. Ở cái hàng này mình vẫn móc lại bình thường. Đó, các bạn sẽ đi vào đây một cái mũi kép nè. Qua một bính và đi một cái mũi kép chung chân ha. Tiếp tục qua một bính và mình lại tiếp tục đi tiếp 13 cái mũi kép ha các bạn. Đây. Một mũi kép nè. Hai mũi kép nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 7 8 9 10 11 12 và 13 mũi kép. Đó. Ở tới đây thì mình vẫn đi bình thường. Đó, các bạn qua một bính, sau đây đi một mũi kép chung chân. Sau đó qua một bính, đi một mũi kép xong chung chân. Và qua một bính rồi tiếp tục sẽ đi tiếp 13 cái mũi kép như vậy. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại hết cái hàng này thôi ha. Và qua tới cái hàng tiếp theo, đây mình chỉ cho các bạn ha. Đó, là hiện tại mình đang đi cái hàng này là giống y như cái hàng đầu tiên này các bạn. Đó ha, y như cái hàng đầu tiên luôn rồi. Mình lặp lại cái hàng đầu tiên rồi đó. Và qua những cái hàng tiếp theo thì các bạn sẽ lặp tiếp theo đó, những cái hàng này thôi. Đó, đây là cái hàng đầu tiên này. Hàng tiếp theo sẽ giống tới những cái hàng tiếp theo như vậy ha. Đó, hàng 1, hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 và hàng 6 nè ha. Mình đang đi đây là cái hàng thứ nhất này nè các bạn ha. Và tiếp tục thì các bạn sẽ đi hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 và hàng 6. Đó, thì cái hoa văn của nó sẽ lặp lại giống y như vậy luôn ha các bạn. Và các bạn sẽ móc tới khoảng 30cm giùm mình ha. Thì các bạn sẽ ngưng lại. Đó, đây là cái hàng đầu tiên rồi nè. Đó, mình đang lặp lại cái hàng đầu tiên rồi ha. Qua tới cái hàng thứ 2, 3, 4, 5, 6 thì các bạn sẽ đi tương tự thôi ha các bạn ha. Thì các bạn ơi, như vậy là sau khi mình đã móc được 6 cái hoa văn như vậy ha các bạn ha, thì nó cũng vừa 30cm ha, hơn 30cm một chút. Có nghĩa là mình sẽ đo, đây nè các bạn,
Đây là từ cái mí của cái hàng đầu tiên ha. Còn ở dưới này là cái đáy nha các bạn ha. Mình sẽ không tính ha, và mình sẽ đo lên ha. Đây các bạn sẽ đo từ cái mí này lên nè. Đó. Cái này nó khoảng là của mình là 31 cm đó các bạn ha. Đó. Thì sau khi các bạn đã đi xong được khoảng là 6 cái hoa văn như vậy ha. Đó, 6 cái hoa văn như vậy. Thì tiếp tới thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái viền ha các bạn ha. Sau đó thì mình sẽ móc hoa giỏ ha. Rồi sau khi các bạn đã móc xong thì mình cũng sẽ kết hàng lại ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ lên giùm mình một bính ha. Và mình sẽ đi mũi đơn ha các bạn ha. Và các bạn sẽ đi giùm mình là hai hàng mũi đơn ha. Đối với hai hàng mũi đơn này thì chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình thôi. Đó, chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha các bạn ha. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ làm giùm mình hai hàng ha. Rồi sau khi các bạn đã đi được hai hàng mũi đơn như vậy ha các bạn ha, thì sau đó thì các bạn cũng sẽ kết hàng lại giùm mình luôn ha. Đó, các bạn sẽ kết hàng lại bằng một cái mũi trượt ha. Và tiếp tục ha, các bạn sẽ đi tiếp cho mình 29 cái mũi đơn như vậy ha các bạn. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 ha các bạn. Đó, sau khi các bạn đi xong 29 cái mũi đơn như vậy thì các bạn sẽ đi cho mình tổng cộng là 120 bính ha các bạn ha. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đó, và các bạn sẽ đi cho mình 120 bính ha. Rồi sau khi các bạn đã đi xong 120 bính như vậy ha các bạn ha, thì các bạn sẽ cắt hai cái hoa văn ở đây, 1 2 nè ha. Đó, qua tới cái hoa văn ngay chỗ cái đường viền này nè các bạn. Đó, thì mình sẽ kết nó vào đây ha. Đó, đây mình đánh dấu sẵn rồi nè. Đó, các bạn sẽ kết nó vào đây và tiếp tục mình sẽ đi mũi đơn ha các bạn. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Mình sẽ đi qua tới phía bên này ha các bạn. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45 và 46 cái mũi đơn ha các bạn ha. Đó, sau khi các bạn đã đi xong 46 cái mũi đơn thì tiếp tục mình sẽ móc tiếp 120 bính như vậy ha các bạn, để mình làm cái quai giỏ bên này ha. Đó, và tiếp tục mình lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Và các bạn sẽ móc thêm giùm mình 100 bính nữa ha, cho đủ 120 bính ha các bạn ha. Và tiếp tục mình sẽ cắt hai cái hoa văn ha. Đây, một cái hoa văn, hai cái hoa văn, và mình sẽ kết tiếp vào đây ha các bạn ha. Đó, sau khi các bạn đã móc được 120 bính như vậy nữa ha các bạn ha. Đó, thì tiếp tục các bạn sẽ kết nó vào đây. Đó, cắt hoàn hai cái hoa văn này ha các bạn. Đây, một cái hoa văn, hai cái hoa văn này ha. Đó, ngay chỗ cái cột này nè. Đó. Thì các bạn sẽ kết nó qua và tiếp tục các bạn sẽ đi mũi đơn ha. Đó, và các bạn sẽ đi hết hàng thôi. Đó. Đó, các bạn sẽ đi mũi đơn và đi cho hết hàng qua tới cái mí bên này thôi ha các bạn ha. Rồi, sau khi đi hết hàng thì các bạn sẽ kết lại bằng một cái mũi trượt giùm mình ha. Đó. Và sau khi đi xong cái hàng này xong thì các bạn cũng lên cho mình một bính luôn. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp 29 cái mũi đơn này. Đây. Đó. Và tiếp tục các bạn sẽ đi 29 cái mũi đơn này ha. Đi cho tới khi nào tới cái chỗ cái quai giỏ ha các bạn thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn ha. Đó, đây thì mình sẽ móc 29 cái mũi đơn này tiếp. Rồi sau khi các bạn đã đi được 29 cái mũi đơn ha các bạn. Đó, mình đã đi tới được cái quai giỏ bên này nè ha. Đó. Thì các bạn sẽ đi mũi đơn ha các bạn. Mình sẽ đi mũi đơn và mình sẽ bo cái quai giỏ này ha. Đó, các bạn sẽ đi mũi đơn vào đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, các bạn sẽ đi bo hết cái quai giỏ này bằng mũi đơn luôn ha các bạn ha. Đó, các bạn cứ đi mũi đơn và bo cái quai giỏ này lại thôi. Đó, cứ như vậy các bạn sẽ bo hết cái quai giỏ bên này ha các bạn. Rồi sau khi mình đi 135 cái mũi đơn ha các bạn ha. Đó, mình bo quanh cái quai giỏ nè. Thì tiếp tục sau khi bo xong cái cọc dây đó thì mình lại móc cái mũi đơn ha các bạn ha. Đó, mình sẽ móc qua tới cái quai giỏ bên kia ha. Đó, mình sẽ móc dài qua tới cái quai giỏ. Đây, sau khi móc qua tới cái quai giỏ bên này nè các bạn. Đây. Thì các bạn sẽ móc tiếp ha. Đó, mình sẽ nẹp vào cái này, mình móc tiếp cái mũi đơn, mình bo tiếp cái quai giỏ bên này ha các bạn.
Đó, sau khi các bạn đi xong cái mũi đơn như vậy ha, thì tiếp tục mình sẽ bo cái qua giỏ này ha các bạn. Đây cái qua giỏ này, tiếp tục các bạn sẽ bo bo nó bằng một bằng mấy cái bằng những cái mũi đơn giống y như vậy luôn ha. Đó, giống y như ở bên kia thôi. Và bên cái qua giỏ bên này các bạn đi 135 cái mũi đơn, thì cái qua giỏ tương tự cái qua giỏ bên này các bạn cũng sẽ bo cho nó đủ 135 mũi đơn luôn ha các bạn ha. Đó, cho nó cân đối hai cái qua giỏ là được ha. Ví dụ như các bạn đi cái qua giỏ bên kia 140 thì bên này các bạn cũng phải đi 140 ha. Hồi nãy mình đi cái bính này thì chỉ có 120 thôi, nhưng mà mình khi mà mình bo cái mũi đơn vào quá các bạn, thì cái mũi đơn này có khi nó sẽ nhiều hơn cái bính của mình ha. Đó. Rồi sau khi móc xong cái bo hết cái qua giỏ này thì tiếp tục mình sẽ đi mũi đơn cho tới cuối hàng đây ha. Đó, và các bạn sẽ tiếp tục, các bạn sẽ đi như vậy cho mình khoảng là 3-4 hàng ha các bạn ha, khi cái qua giỏ này nó dày lên là được. Đó, mình cứ đi mũi đơn và mình cứ bo tới hoài như vậy thôi. Rồi, như vậy là cái hàng này á, mình đã bo được cái qua giỏ rồi này ha các bạn ha. Đó, bắt đầu từ cái hàng sau nè. Đó, thì các bạn cứ đi mũi đơn ha. Đó, và chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi. Đó, mình đi hết cái hàng mũi đơn như vậy. Và tới cái qua giỏ thì mình sẽ móc cái mũi đơn lên cái qua giỏ này ha các bạn. Đó, móc dài hết cái qua giỏ này, tiếp tục đi mũi đơn và tới cái qua giỏ bên này ha. Đó, và các bạn cứ đi như vậy cho mình khoảng là 4 hàng ha các bạn ha. 3 hàng hoặc là 4 hàng tùy vào mỗi bạn ha. Nếu như các bạn muốn cái qua giỏ của mình nó dày dặn một chút thì các bạn sẽ đi nhiều hàng một chút. 3 hàng hoặc là 4 hàng là mình nghĩ nó được rồi. Đó. Và các bạn cứ móc tới hoài như vậy thôi ha. Sau khi nè còn có mấy mũi nữa thì nó sẽ hết cái mũi đơn này, thì tiếp tục các bạn sẽ bắt tiếp lên trên cái qua giỏ này và các bạn sẽ đi tiếp cái mũi đơn thôi. Đó, các bạn bắt tiếp lên đây nè. Đó, và mình sẽ đi tiếp vào cái qua giỏ này. Đó, bằng cái mũi đơn. Đó, đi xong cái qua giỏ này thì tiếp tục mình sẽ đi mũi đơn và qua tiếp cái qua giỏ bên kia thôi ha. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi giùm mình khoảng 3 hàng hoặc là 4 hàng là được ha các bạn. Rồi, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi giùm mình ha. Rồi các bạn ơi, như vậy là sau khi mình đã móc xong cái qua giỏ ha các bạn. Đó, thì cái giỏ của mình nó cũng đã hoàn thành rồi nè ha các bạn ha. Đó, nhìn cũng rất là cưng luôn. À, trường hợp mà các bạn muốn cái giỏ của mình nó không bị chảy xệ ha, thì các bạn có thể là may lót một cái lớp vải ở phía trong ha các bạn ha. Đó, còn bình thường thì cái túi tôn đó, bình thường thì người ta cũng hay đựng như vậy lắm bạn ha. Đó. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn là một cái chiếc túi tôn đơn giản như vậy đấy ha. Rồi chúc các bạn thành công ha. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy chia sẻ video giùm mình ha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được những video mới nhất cũng như là ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video ha.